Xin chào bạn, thì hôm nay tiếp tục tôi sẽ hướng dẫn các bạn học cái phần mềm Illustrator ha. Thì bên tay trái tôi là cái giáo trình đó, thì tôi tải phía dưới cái video này các bạn lên tải về. Thì chúng ta đã học tới cái phần rồi tới những cái thao tác cơ bản với đối tượng, rồi chúng ta sẽ tới cái phần số 18 và 19 này ha. Chúng ta sẽ tới cái phần Pathfinder, nghe chúng ta sẽ thực hiện những cái thao tác là cắt giao đối tượng ha, bỏ phần giao rồi đó ha. Rồi cái phần này cũng tương đối là hay ha. Rồi thì các bạn nên tập trung vô phần này. Rồi thì tương ứng với những cái phần mà chúng ta thực hiện sắp tới nè, tôi sắp làm nè ha, thì các bạn sẽ nhìn bên cái phần bên tay phải nè, bên tay phải bên cái bảng phím nè, phím tắt nè ha, bạn sẽ di chuyển đến cuối cùng của cái file phím tắt của tôi, thì bạn sẽ thấy là cái phần tính năng á, đây nè, tính năng này ha, cái cột giữa là cái cột bên phần mềm Illustrator nè, cột này nè. Đó. Còn cái cột mà ở cùng là cái cột của phần mềm Corel, thì tôi đã thống kê cho bạn xem là cái hai phần mềm này cái tính năng nó tương tự nhau, và tôi thống kê tính năng luôn nè ha, tính năng tiếng Việt á cho các bạn đừng lộn á, thấy chưa, sử như cắt là tính năng gì, giao là gì, bỏ phần giao là cái gì, thấy chưa, tôi thống kê cho các bạn luôn ha. Rồi thì phần này á, thì thấy khó thì thôi, nhưng khi tôi thao tác cho các bạn thì bạn sẽ thấy là rất là đơn giản ha, không có mất quá nhiều thời gian. Rồi thì để thực hiện được cái việc này thì chúng ta sẽ tạo ra ít nhất là hai đối tượng. Đầu tiên tôi vẽ một cái hình chữ nhật, hình vuông gì đi ha. Rồi giả sử tôi vẽ như thế này. Rồi tiếp theo tôi vẽ một cái hình khác là tới hình tròn, hình elip gì đi ha. Rồi thì hình vuông, hình chữ nhật thì bạn click vào đây nè ha, bạn chọn cái rectangle tool phím tắt M, còn vẽ hình tròn là cái elip là trên đây luôn, chữ L phím tắt là chữ L ha. Rồi trước khi vẽ, rồi tôi vẽ chữ L đi. Rồi tôi vẽ một cái hình như thế này, hình gì cũng được ha. Rồi sau đó tôi cho tô màu, một cái màu tương phản với màu vàng, sau đó tôi cho màu đỏ đi, nó cho nó nổi màu lên. Rồi tôi chọn công cụ V, nhấn chữ V, chữ V là công cụ selection tool đó, để tôi di chuyển hai cái phần này cho nó giao lên như thế này. Rồi như thế này. Rồi sao nữa? Rồi tôi sẽ bấm lớn lên to như thế này cho các bạn dễ thấy luôn. Rồi sao nữa? Thì để thực hiện được cái việc này á, thì bạn vào trên menu á, trong cái tab window á, bạn chọn cho tôi cái chữ Pathfinder. Chữ Pathfinder nằm ở đâu đây? Đây. Thấy chưa? Chữ Pathfinder. Rồi, click vào đây. Thì bạn sẽ thấy bên tay phải cái hộp panel nó sẽ xuất hiện một cái hộp thoại này, bạn click vào mới ra ngoài cũng được, thấy chưa. Rồi thì nó sẽ có tổng cộng là cái phần shape mode sẽ có 4, cái phần Pathfinder dưới nó sẽ có 3, có 6, thấy chưa. Nhưng mà thực ra là Pathfinder thì chúng ta chỉ sử dụng 1 hay 2 hay 3 cái tính năng thôi, chúng ta không cần biết hết ha, những cái kia chúng ta ít xài lắm. Thì chúng ta để tránh chúng ta nhớ nhiều quá chúng ta quên hoặc là lộn á, thì tôi chỉ khuyến cáo là các bạn chỉ nên nhớ những cái mà tôi sắp hướng dẫn thôi, còn những cái khác chúng ta còn những cái hay hơn rất nhiều nữa ha, chứ chúng ta không nên quá tập trung vào phần này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm thử ha, để thực hiện được cái việc sắp tới tôi đang làm á, thì các bạn phải chọn hai đối tượng ha, bắt buộc chúng ta phải chọn hết những đối tượng chúng ta cần thao tác nè. Rồi tôi đã chọn được hai hình, hình vàng và hình vuông và hình tròn. Rồi sau nữa, trường hợp mà các bạn muốn hai đối tượng này, xin tôi nhắc lại lần nữa ha, lưu ý là cái hình vàng đang ở phía dưới và hình tròn là màu đỏ là đang ở phía trên ha. Rồi tôi chọn hai đối tượng lại, sau đó tôi nhấp vào cái tính năng lên Pathfinder nè. Đầu tiên thì tôi chọn cái đầu tiên nè, unit ha. Unit thì là tương tự như phần mềm Corel là cái việc mà hàng đó ha, hàng là quét đó. Rồi click vào đây, thấy chưa, thì ra cái này là hợp nhất hai đối tượng với nhau, và nó lúc nào cũng vậy, nó sẽ lấy màu của cái đối tượng nằm trên cùng, thấy chưa. Đó, hai đối tượng nè, nó đã dính với nhau rồi, nó sẽ hàng dính lại với nhau luôn, và cái màu sẽ theo cái đối tượng ở phía trên cùng ha. Nhưng mà thực ra cái màu cũng không quan trọng, tại vì sau này chúng ta có thể tự chỉnh lại cái màu nào đó khác tùy ý chúng ta, thấy chưa, nó không quan trọng. Rồi giả sử tôi chủ yếu là chúng ta làm sao để ra được cái hình của đối tượng như thế này. Rồi tôi Ctrl Z để quay lại ha, bạn cứ nhấn Ctrl Z để quay lại cái thao tác vừa làm, giống như phím menu đó ha. Rồi xong mình ta xong cái việc hàng rồi. Tiếp theo tôi chọn hai đối tượng, tôi chọn cái tính năng này. Tính năng này là Minute Font, nghĩa là tôi nói lúc nào cũng vậy, tôi nói cái cách mà để tôi hiểu ấy, cho các bạn dễ hình dung thôi ha, chứ tôi không nói theo cái dạng mà lý thuyết hàng năm nó khó lắm.
Rồi cái cách này á, là đối tượng dưới bị đối tượng kênh trên cắt xuống ha. Rồi lít thử xem. Thấy chưa? Nghĩa là đối tượng dưới là màu vàng, bị đối tượng trên cắt xuống là màu đỏ. Là dùng tròn màu đỏ nó cắt xuống như thế này. Đó. Cái cách tôi thuộc lòng luôn là vậy ha. Rồi. Là người ta chọn cái tính năng này là đối tượng dưới bị đối tượng trên cắt xuống, đơn giản như thôi ha. Rồi Ctrl Z quay lại. Cái thứ tôi chọn hết hai đối tượng, hay lúc nào cũng vậy, tao phải chọn hết hai đối tượng. Cái thứ ba là cái gì? Bạn sẽ lưu ý, bạn nhìn vô cái hình nè, bạn sẽ giúp bạn gợi nhớ lại những cái tính năng ha. Đó. Cái thứ ba là bạn thấy chưa? Cái phần màu trắng trắng trên cái hình icon á là cái phần chúng ta sẽ lấy, thấy chưa? Cái đầu tiên là hai cái dao nè. Cái icon thứ hai là cái phần trắng dưới ta sẽ lấy nè, phần ở trên nó sẽ bỏ. Còn cái thứ ba bạn thấy cái icon nè, thấy chưa? Nó sẽ lấy cái phần màu trắng trắng giữa là cái phần dao, còn cái phần không phải phần dao thì nó sẽ bỏ ha. Rồi lít cho bạn xem thử. Rồi thấy chưa? Cái phần màu gì, cái phần dao nó sẽ lấy, còn cái phần mà không dao nó sẽ bỏ ha. Nó là cái icon thứ ba nè. Icon này là intersect ha, intersect tiếng Việt là dao đó. Rồi ta nhấn Ctrl Z lại quay lại. Rồi tiếp tục tới cái phần thứ tư, bạn nhìn thấy chưa? Cái icon chúng ta biết là chúng ta làm ngược với cái tính năng thứ ba, là chúng ta sẽ lấy cái phần không phải phần dao, còn phần dao thì sẽ bỏ ha. Ta lít rồi xem thử, thấy chưa? Cái phần dao của hai đối tượng nó sẽ bỏ, đây là phần dao nằm màu trắng ở giữa nè, còn những phần không phải dao thì nó sẽ giữ lại. Và lưu ý cái màu nó sẽ được tô theo đối tượng nằm ở trên cùng ha. Ta nhấn Ctrl Z cho bạn quay lại, thấy chưa? Cái phần giữa nó sẽ bỏ, còn hai cái phần ở ngoài rìa nó sẽ giữ lại, và nó sẽ được tô bởi cái màu đỏ là cái đối tượng ở trên cùng. Rồi thấy chưa, rất là đơn giản, thấy chưa? Chỉ một vài phút thôi bạn đã biết được cái tính năng shape mode này rồi ha, bốn cái tính năng này ha. Rồi tiếp tục tới phần path feeder này thì tôi hướng dẫn các bạn chỉ hai ba công cụ thôi ha. Rồi đầu tiên, công cụ đầu tiên là cái divide nè. Divide là chia ra, thì chia ra tương tự giống như là bạn chia đối tượng ra từng thành từng phần vậy ha. Giờ tôi list cho bạn xem thử. Rồi, nghĩa là đối tượng chúng ta bất kể có phần nào dao thì nó sẽ bị chia ra thành từng đối tượng. Sau khi tôi nhấp rồi á, thì làm sao? Tôi sẽ nhấn công cụ chữ V. Nhấn công cụ là chữ V ha, để tôi di chuyển. Mà thấy chưa? Thì mặc định khi bạn nhấn cái chữ divide á, thì toàn bộ những đối tượng, hai đối tượng này thì nó sẽ nhóm lại. Thì bạn phải bắt buộc bạn phải bỏ rã nhóm ra bạn mới thao tác được từng đối tượng ha. Tôi chọn đây, tôi click chuột phải, tôi chọn ungroup ha. Hoặc bạn vào trên menu nè, trong tab object bạn kiếm cái chữ ungroup, phím tắt là Ctrl Shift chữ G ha, cũng được, cách nào cũng được ha. Rồi tôi thường hay lít chuột phải cho nhanh. Đây ungroup đây. Rồi. Sau đó bạn nhấn công cụ V, Selection Tool, chọn từng đối tượng và bạn di chuyển thử coi. Bạn thấy chưa? Đó. Chúng ta đã tách được hai đối tượng ra thành từng phần riêng biệt. Phần dao thì nên là phần này nó cũng được tách ra luôn, thấy chưa? Rồi. Là cái phần đầu, là cái tính năng đầu tiên là divide là chia ha, nhớ cái phần này, cái này rất là thường hay sử dụng. Đánh Ctrl Z ha, tôi nhấn Ctrl Z nhiều lần thì nó quay lại cái thao tác trước. Rồi thấy chưa, đây là thao tác trước. Rồi quay lại cái trạng thái ban đầu. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta tới cái phần, những cái phần này á, thì tôi không khuyến cáo nên tôi không hướng dẫn các bạn làm ha. Trim nè, mệt nè, rớp nè ha, chỉ coi những cái này thì không không tôi không hướng dẫn các bạn. Rồi tôi không khuyến khích các bạn học những cái phần này. Tiếp tục tới cái phần cuối nè, cái phần cuối là minus back, thì nó cái phần cái tính năng này thì nó ngược với tính năng số 2 trên shape mode là minus front, có nghĩa là bạn nhìn cái icon bạn cũng thấy nè, bạn thấy chưa? Cái minus front nó là đối tượng dưới bị đối tượng trên cắt, thì tương tự với cái này, minus back có nghĩa là đối tượng trên sẽ giữ lại nhưng mà bị đối tượng dưới cắt cắt lên, thấy chưa? Rồi tôi sẽ chọn hai đối tượng cho bạn xem. Đó, đối tượng trên chúng ta màu tròn, vòng tròn màu đỏ, đối tượng dưới là vòng tròn là cái hình vuông màu vàng, thấy chưa? Thì tính năng minus back này là đối tượng trên bị đối tượng dưới cắt, tích thử ha, thấy chưa? Là cái hình tròn đỏ chúng ta đã bị cái phần bên tay trái là bị cái hình chữ nhật màu hình vuông màu hình vuông hình chữ nhật màu vàng nó cắt lên, nó bỏ đi. Nó tôi nhấn Ctrl Z cho bạn xem thử, thấy chưa? Đó, rồi tôi nhấp lại lần nữa, thì toàn bộ cái phần màu vàng nó sẽ bị cắt lên, nó sẽ bỏ, nó cắt luôn cái phần màu đỏ bên tay trái, nó chỉ chừa lại cái phần không bị không dao thôi, nó chỉ chừa lại nè, thấy chưa? Ctrl Z đó. Rồi giờ cái phần pathfinder thì bạn chỉ cần chú ý cho thôi cái đầu tiên là divide và cái cuối cùng, hai cái đó thôi đó, hai cái đó thôi. Rồi còn những cái kia thì tôi không khuyến khích nha, nên tôi không hướng dẫn. Này bốn cái giữa nè, đó bốn giữa thì ít, rất ít sử dụng nên tôi không khuyến khích, học nhiều thì các bạn sẽ lộn thôi ha. Chúng ta còn nhiều cái công cụ hay hơn cái này rất nhiều. Rồi thì cái phần mà pathfinder thì chỉ vậy thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.